Dạ, tôi sợ muốn rớt tim. Tên này có lẽ là đại hồn chủng lôi hệ rất đỉnh cấp. Muốn thắng được hắn chỉ có thể dùng đến thần ấn lễ tán, nhưng như vậy thân phận sẽ bị bại lộ. Tắc ờ, không cần thiết phải lấy trứng chọi đá với tên này. Tinh chi trần ai? Sấm sét của ta vô cùng cứng. Nếu như sử dụng không gian hư ám, thì tương đương sẽ yếu đi. Vậy làm thế nào đây? Ây da, lôi châm thật sự là không ít. Kia là... Thiết thạch ấn sao, phụ hiệu tầng thứ hai thiên nham của mình. Nên Sơn chỉ dùng một ma pháp, tại sao bên này lại có nhiều thiết thạch ấn đến vậy? Lẽ nào những công kích quần pháp này thật ra là hắn đang còn thi pháp liên tục? Nên Sơn, ông chết chắc rồi. Chỉ cần năng lượng xung quanh di chuyển, phụ hiệu tầng thứ hai thiên nham của mình sẽ hình thành lên một toái thạch khuyên. Nên Sơn, mỗi lần ông sử dụng ma pháp một lần, năng lượng đều sẽ bị tôi trộm đi lấp đầy tinh chi trần ai. Lấy cái gì ra mà đấu với tôi đây? Người này là dù sao? Phòng ngự không bị tổn thất. Hệ thổ bình thường rõ ràng là không chặn lại được hệ lôi của mình. Phạn Mặc đạo sư lén lút dùng năng lực hệ hỗn độn để chặn sấm sét, hơi nhàm chán rồi đúng không? Tôi không có dùng hệ hỗn độn để tránh người khác nói tôi bắt nạt ông. Không có tác dụng sao? Không thể nào. Vậy làm thế nào mà hắn chặn được sấm sét của mình chứ? Đây là thiên chủng. Hệ thổ thiên chủng. Phòng ngự lâu như vậy, bây giờ đến lượt ta rồi đúng không? Nham như quần tập. Tinh lực còn sót lại đã không thể củng cố được thuẫn phòng nữa rồi. Chỉ đành phải dùng ma cụ. Hắc ngân khải ma cụ. Nên Sơn đạo sư, đây là không chịu đựng được nữa rồi sao? Cá cược trong trường không phải ngầm thừa nhận không cho sử dụng ma cụ, ma khí rồi ư. Như vậy, không được công bằng đâu. Hừ, ông cho rằng dùng ma cụ thì có thể chặn được tôi hay sao? Nham của tôi mới là vô cùng kiên cố. Rõ ràng mình đã né được đại hình nham ngư cấp trọng lượng, sao vẫn như vậy? Xuất giới, ông thua rồi. Khụ khụ khụ. Phạn Mặc cậu. Bây giờ ông có còn cảm thấy Richie đi theo tôi là có tài mà không phát huy được nữa không? Lần này xem như cậu gặp may, đợi đến trận đấu công khai cậu hãy chuẩn bị cáng cứu thương đi. Trong đội ngũ của cậu người có thể đánh chỉ mình Richie, tôi sẽ không để Hekasa thủ hạ lưu tình. Tôi cũng nói cho ông biết, nếu như ông còn dám khiến cho học sinh của tôi bị thương, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ông như ngày hôm nay đâu. Đã kết thúc tập 1163 của bộ truyện tranh toàn chức pháp sư rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.